yêu người đàn ông vô tâm. Cho dù bạn yêu họ nhiều bao nhiêu, quan tâm đến họ nhiều như thế nào, nhưng nếu gặp phải người vô tâm, mọi cố gắng của bạn cũng chỉ là dư thừa. Cách thay đổi một người đàn ông vô tâm chính là khiến anh ấy yêu bạn. Nếu anh ta không yêu bạn, anh ta sẽ mãi mãi vô tâm. Sự vô tâm không phải là bản chất, không phải là thói quen. Đừng tự lừa dối bản thân rằng tính anh ấy như thế. Bởi không có người đàn ông nào vô tâm với người phụ nữ mình yêu. Đàn ông vô tâm vì chưa gặp được người khiến họ để tâm. Đàn ông không vô tâm chỉ là tâm của anh ta không đặt ở nơi bạn. Đàn ông vô tâm vì bạn không phải người họ cần. Sẽ không có ai bận đến mức không gọi nổi cho bạn một cuộc điện thoại, mà do bạn không phải là mối lo lắng, không phải là người mà họ cần quan tâm. Người yêu bạn sẽ không nói với bạn rằng anh bận. Họ sẽ nói chỉ cần em muốn, anh luôn có thời gian dành cho em. Đàn ông là một loại động vật có khả năng chiếm hữu cao nhất. Tính ích kỷ trong tình yêu vượt trội phụ nữ. Vì thế đừng dối lòng với một mối quan hệ vô tâm. Đừng dối lòng. Hiện thực chính là đàn ông vô tâm vì anh ta không yêu bạn. Có thể trong cuộc đời bạn gặp được rất nhiều người hoàn hảo, có một mối quan hệ tốt. Bạn giỏi giang, bạn tài năng, bạn xinh đẹp, bạn trăm người theo đuổi, vạn người say mê, nhưng người bạn thật sự để tâm lại chưa từng để ý đến bạn. Đó chính là cuộc đời. Dù bạn có hoàn hảo bao nhiêu, nhiều người thương đến nhường nào, thì cũng sẽ có người đi chệch ra khỏi con đường của bạn. Là người không yêu bạn, không quan tâm đến bạn, là người mà bạn mãi mãi, mãi mãi không có được. Vậy nên phụ nữ đôi khi không cần vạn người mê, chỉ cần một người thương, không cầu trăm người hiểu, chỉ cầu một người yêu. Phụ nữ vạn người mê, tài giỏi để làm gì, xinh đẹp có nghĩa chi? Chẳng phải chỉ là để có thể tùy ý lựa chọn người đàn ông cho đời mình hay sao? Phụ nữ nhất định phải hiểu, không đẹp phải giỏi, không giỏi phải đẹp. Bạn giỏi, bạn có thể không cần xinh đẹp. Tài năng sẽ khiến bạn tự tin. Bạn không giỏi nhưng bạn phải đẹp. Nhan sắc sẽ cho bạn nhiều cơ hội hơn bình thường. Còn trẻ thì đừng quá mãi chơi. Hãy cố gắng kiếm thật nhiều tiền và chăm sóc cho bản thân. Tiền sẽ khiến bạn bớt lo lắng và nhan sắc sẽ khiến cho bạn tự tin hơn. Nếu muốn yêu, hãy yêu bản thân mình trước. Muốn an tâm thì chọn tiền để mà dựa dẫm. Cuộc đời là thế, để tâm đến bản thân thì đời là một con đường. Để tâm đến người khác thì đời là một mê cung. Cuộc đối thoại của hai người đàn ông. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Trên bàn là những đĩa thức ăn dở dang. Vài chai rượu đã được mở nắp và trút đến giọt cuối cùng. Khi hơi men bùng lên, người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen lên tiếng: cái con tao mới quen cũng được lắm, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không như vợ tao ở nhà cả ngày chỉ biết cằn nhằn. Người đàn ông mặc sơ mi trắng không đáp mà cười, để cho đối phương nói tiếp: tao có thể tự tin dắt nó đến các buổi xã giao, chứ con vợ ở nhà dắt đi chỉ sợ là mất mặt. Thế nên tao có bao giờ cho đi cùng đâu. Anh cười, uống cạn ly rượu. Thế con kia biết mày có vợ rồi chưa? Biết, nó kêu nó yêu tao, nó chấp nhận hết.
yêu tiền chứ yêu gì mày. Không phải đâu, nó ngoan với biết điều lắm, có đòi hỏi gì bao giờ đâu. Anh ngả lưng dựa vào ghế. Những đứa cao tay thì không cần mở mồm mày cũng tự cho. Cứ đập ví vào mặt thì xem nó có khôn ngoan được không. Giờ thế này này, tao chỉ cho mày một cách này, mày cứ làm theo rồi tao nói tiếp. Trong lúc chờ đợi kết quả, người đàn ông mặc sơ mi trắng nói: người mà mày nắm tay khi đứng trên đỉnh cao không quan trọng, quan trọng là khi mày rơi xuống, ai là người ở bên mày. 10 phút sau, một cô gái khá trẻ trung nhưng lại có nét đằm thắm của người phụ nữ có gia đình, mái tóc được buộc vội vàng, có phần lộn xộn. Bộ quần áo ngủ bên trong được che vội bằng chiếc áo khoác mỏng, xuất hiện trong quán ăn. Cô gái đi tất tả đến trước bàn ăn, gấp gáp hỏi, giọng điệu khó chịu và bực mình: anh làm gì mà uống đến mức không thể về nổi? Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà không biết lo cho bản thân? Mình không lo được thì lo cho ai? Cô cằn nhằn một hồi, anh không đáp. Rất lâu sau, người đàn ông áo đen mới đứng dậy, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Lúc này anh mới nhớ, rất lâu rồi anh chưa từng ân cần với cô. Anh xin lỗi, em về trước đi, một lát nữa anh về, xin lỗi em. Cô bất ngờ đến kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn trở về và không quên dặn dò bạn anh đưa anh về tận nhà. Đối diện với ánh mắt thản nhiên của thằng bạn, anh bất lực dựa vào ghế. 30 phút sau, một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy xòe dịu dàng, nhìn qua là biết đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng xuất hiện trong quán ăn. Anh giải quyết nhanh gọn. Đến khi ngồi xuống bàn, anh chán nản uống rượu không ngừng. Anh suýt đánh mất một điều quan trọng, bỏ lỡ thứ quý giá nhất cuộc đời anh. Làm sao mày lại muốn tao làm thế này để hiểu hơn về hai người phụ nữ này? Người đàn ông mặc sơ mi trắng cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. Tao đã từng như mày, từng làm sai và từng khiến cô ấy thất vọng. Sau này, đến khi hiểu ra thì đã không còn kịp. Trên đời này không phải ai cũng tìm được người hết lòng vì mình. Tao không muốn mày phải hối hận như tao. Phụ nữ cằn nhằn không phải là không yêu, chỉ là do để tâm quá nhiều. Sinh ra lo lắng, phụ nữ càng nói nhiều, càng cằn nhằn, càng chứng tỏ đó là thứ họ rất quan tâm. Người bên bạn khi bạn cười là ai không quan trọng. Quan trọng là lúc bất lực nhất, ai sẽ ôm bạn vào lòng. Người ở cạnh bạn trong những cuộc vui rất dễ kiếm, nhưng bao nhiêu người nắm tay bạn khi tiệc đã tan. Đàn ông hãy nhớ rõ, người phụ nữ cùng bạn đi đến thành công mới quan trọng. Người bỗng dưng xuất hiện khi bạn đứng ở trên đỉnh của vinh quang chỉ là qua đường. Hãy chọn người ở bên bạn lúc hoa tàn, tiệc tan. Chọn người ở bên bạn lúc bất lực, mệt mỏi và chán chường. Bởi vì cuộc đời này chính là như thế. Vui thì dễ kiếm, buồn thì ai ở bên. Em nào có mong cầu gì nhiều đâu, chỉ ước một ngôi nhà bảo dừng sau cánh cửa. Anh à, em có mộng gì nhiều đâu, chỉ mong anh ôm em lãng quên đi, bên ngoài kia là bão tố. Mình bỏ mặc hết muộn phiền, gạt bỏ mọi âu lo, và ngay cả đắn đo cũng đặt qua một bên hết. Chui trong vòng tay anh, cảm giác mình bé nhỏ cần anh thương. Dẫu cho em biết đời này quá vô thường, hôm nay thương, ngày mai chỉ còn vấn vương, em cũng kệ. Chỉ cần anh vẫn dịu dàng ôm em như thế,
Bỏ ngoài kia, có về là bảo tình này vẫn say mê. Dẫu cho em biết tình này là một con đường, em mơ hoa hồng, tỉnh mộng lại chỉ toàn viễn vông. Vì anh, em bỏ mặt lệ tràn thành sông. Mặt tình này cũng chỉ hóa hư không, em vẫn chìm đắm. Bỏ ngoài tai người đời khen chê, ngang trái, ôm chặt lấy em. Cô gái vì yêu anh mà khờ mà dại, vì em mà che đi bao nhiêu là gian khó. Chỉ cần trở về nhà, khép cửa là bình yên. Sài Gòn, đêm 7 tháng 7 năm 2016.